Video này được mang đến cho bạn bởi Trùng Quế và Trùng Finger shop bán áo chính thức của chúng tôi. Và như bạn có thể thấy, đây là mặc áo Perry đáng yêu phết. Trong suốt tháng 3 này, thì Trùng Quế đang có ưu đãi cực lớn, cụ thể là mua hai tặng một trong cả tháng. Cùng với đó là Trùng Quế đã bắt đầu nhận in áo theo yêu cầu. Các bạn có thể gửi mẫu cho chúng tôi qua Shopee hoặc fanpage và chúng tôi sẽ in nó trong vòng nhanh nhất là hai ngày, 20 ngày. Và Trùng Quế cũng như là Trùng Finger đã có mặt trên Facebook. Các bạn có thể bấm vào đường link trong phần mô tả và bình luận để theo dõi những thông báo và những ưu đãi mới của chúng tôi. Nhận thấy các bạn có vẻ yêu mến những nhân vật phản diện của Việt Nam Cho nên hôm nay chúng ta sẽ đến với một nhân vật đến từ Mỹ Một kẻ điên loạn Với nội tâm lúc đầu thì không phức tạp lắm Nhưng càng về sau thì càng được Hollywood nhét cho một mớ chiều sâu Hoàng tử tội phạm Gotham Kẻ hủy diện Mayapatis Joker Có rất nhiều dị bản về xuất thân của tên hề điên loạn Nhưng hôm nay chúng ta sẽ phân tích về phiên bản Joker trong Batman The Killing Joke Và một ít liên quan đến Joker 2019 Cùng với Joker trong The Dark Knight câu chuyện trong Batman the Killing Joke kể về một kỹ sư vô danh, anh vô danh đến mức bỏ cả nghề để đi làm diễn viên hài, nếu độc thân thì nhảy nghề cũng không sao, nào ngờ anh còn một cô vợ bầu ở nhà sắp vỡ chum khiếu hài hước của anh chàng không đủ để thành công anh xót xa trước vợ mình đường cùng khiến vô danh đi vào con đường tà đạo anh bắt tay với một vài tên mafia để trộm nhà máy hóa chất và cũng chính là công ty cũ của lị nhưng mọi việc đổ bể cảnh sát tiêu diệt hết những tên mafia kẻ vô danh thì nhìn thấy người rơi sợ sệt chân cứu lại rất xuống bể hóa học tuy trốn thoát nhưng vô danh bị chất hóa học biến đổi da trắng như tuyết môi đỏ như máu ôm mặt cười trong nỗi đau vô bờ Vì người vợ mang bầu của anh ta đã chết, vì anh ta đã mất tất cả chỉ trong một ngày. Câu chuyện bi thương này là nguồn cảm hứng to lớn để Todd Phillips làm ra Joker 2019. Nhân vật tiêu đề lần này có một cái tên rõ ràng, Arthur Fleck, bị bệnh rối loạn cơn cười, có giấc mơ trở thành diễn viên hài độc thoại, giống thần tượng Murray từ thuở nhỏ. Nhưng hiện tại thì Arthur chỉ là một chú hề mua vui cho quán ăn, lũ trẻ trong bệnh viện, Arthur lớn lên không có bố. Mẹ của anh ta thì già yếu, thao thao bất tuyệt về một người tên Thomas Wayne. Người có thể đem đến hy vọng cho gia đình này, nhưng hy vọng chả thấy đâu. Chỉ thấy ông này lên TV rồi chỉ trích những người tầng lớp thấp trong xã hội, bị người đời xem thường, bị chính mẹ mình lừa dối. Murray cũng coi Arthur là trò hề, ngay cả cái công việc hài độc thoại là mơ ước của Arthur nhưng anh cũng không có khả năng. Một người nhỏ bé lại có bệnh lý tâm thần như Arthur thật sự không có lối thoát, chỉ có cách tiêu diệt những thứ làm mình tổn thương đó là cách làm vô cùng cực đoan để mong nhận được một chút sự chú ý từ nhân loại. Có thể thấy dù thay đổi nhiều về nguồn gốc, nhưng tựu chung lại thì trên màn ảnh, Joker là một kẻ có số phận đáng thương. Ở phần sau, chúng ta sẽ đến với một đặc điểm gắn liền với gã hề, đó là sự hỗn loạn. Nhưng các bạn biết trong Chaos có gì không? Hello, xin chào mọi người, là sao đây? Có Aus, đi mua áo chung cuối đi. Nói về sự hỗn loạn, Chúng ta hãy nhắc về Joker của Heath Ledger, hắn là hiện thân của mọi sự điên rồ, mục nát tại thành phố Gotham. Joker xuất hiện để bóc trần những mảng tối nhất bên trong một con người. Hắn làm mọi thứ không vì bất cứ mục đích gì cả. Điều duy nhất Joker muốn là kéo tất cả mọi người xuống ngang với mình một con quỷ và hắn đã làm được điều đó khi khiến cho công tố quận Harvey Dent trở thành tay sai của quỷ dữ Joker cho rằng sự điên loạn giống như trọng lực cái chúng ta cần chỉ là một lực đẩy nhẹ Joker khiến người mà Dent yêu thương nhất tử vong hủy hoại một nửa khuôn mặt của người được phong là kỵ sĩ ánh sáng của thành phố biến biểu tượng công lý của Gotham cả đời sống trong thù hận hắn chỉ cho cả thế giới thấy rằng một người mất tất cả mọi thứ thì có thể trở thành như thế nào joker từng nói hắn và batman giống nhau chỉ là những thằng lập dị sâu trong thâm tâm joker hiểu rằng điều này còn có giá trị hơn thế batman chính là phiên bản được kiểm soát của gã hề thằng mặc đồ rơi đó cũng điên loạn không kém gì hắn chẳng qua hắn ràng buộc bản thân bằng những đạo lý đạo đức và cố gắng sống với chúng nhưng ngoài kia có quá nhiều kẻ đạo đức giả những kẻ mà đến thời khắc cuối cùng chúng mới thể hiện chúng thật sự là con người như thế nào <laughs> Joker đòi một nửa số tiền của bọn giang hồ để đối phó với Batman Nhưng cuối cùng lại đốt núi tiền đó Phải chăng hắn là một thằng dở hơi Joker không thể bị thao túng, mua chuộc, đe dọa Vì cơ bản hắn không có điểm yếu Mọi giá trị tốt đẹp dường như hoàn toàn vô nghĩa với hắn Gã hề không làm việc theo kế hoạch Mọi thứ hắn làm đều là cảm hứng Để khiến cho mọi người dối trí và bất ngờ Một kẻ khó đoán và nắm bắt Một kẻ tâm thần Và ở phần tiếp theo chúng ta sẽ phân tích đến yếu tố làm nên thương hiệu của kẻ điên loạn này cười là cách thể hiện nhiều cung bậc cảm xúc của con người, phổ biến nhất là thể hiện niềm vui và sự hạnh phúc. Cơ mà, không phải với Joker, vì hắn lúc điếu nào cũng cười, và nhìn nụ cười của hắn thì chả có gì hạnh phúc cả. Tại sao Joker lại có một nụ cười đầy ám ảnh như vậy? Joker của Arthur Fleck thể hiện điều này rõ hơn bao giờ hết. Arthur là một kẻ hoàn toàn không có gì, anh hoàn toàn không cảm thấy hạnh phúc. Dù mẹ mình đặt cho cái tên là Happy, Arthur đã sống cả một cuộc đời tự lừa dối bản thân mình, một cuộc đời mà anh cố gắng để tỏ ra bình thường. Nhưng như sự sắp đặt của số phận khi cố gắng trở thành một điều gì đó, con người lại thường thất bại thảm hại. Arthur khi buông thả bản thân để cho phần quỷ giữ chiếm đoạt, nụ cười cũng vì thế mà thay đổi theo. Trước khi tha hóa, nụ cười của Arthur phần lớn là khi cảm xúc bị chi phối. Đó là một nụ cười không thể kiểm soát cảm xúc của Arthur cũng không hề có, nó nhiều khi là một sự châm biếm số phận mà Arthur dành cho chính bản thân mình. Nhưng khi hóa quỷ dữ, Joker đã không còn phát ra những âm thanh vô hồn, nụ cười của hắn trở nên ám ảnh, trở thành vũ khí để hắn thao túng tâm lý bất kỳ ai. kể cả đó có là một kẻ sắc đá như người rơi, Batman chưa bao giờ muốn sát hại hề tổ vì nụ cười của hắn ngoài ma mị thì còn ẩn chứa quá nhiều nỗi đau của một kẻ cô độc hoàn toàn trong cuộc sống đánh mất mọi giá trị thuần túy của một con người tồn tại với không mục đích và sứ mệnh ở phần tiếp theo chúng ta sẽ đi đến với những triết lý mà tên hề này đã để lại cho trần gian đầy khổ đau mọi câu nói của joker vô cùng tiêu cực với mục đích duy nhất là thao túng người đối diện joker đại diện cho phần đen tối của mỗi con người nó chính là sự nhắc nhở rằng cái thiện thật sự rất dễ đánh mất bằng tổn thất và đau thương nhìn vào đôi mắt của joker chúng ta hoàn toàn không thấy linh hồn hắn như chiếc gương đen phản chiếu lại tà tâm xấu xa bên trong mỗi con người nhưng đừng nghĩ rằng đó là sứ mệnh của hắn vì có thể hắn làm bất cứ điều gì chỉ để cho vui một mẫu tính cách rất đặc trưng của một diễn viên hài nếu có quá khứ tao mong nó sẽ có nhiều lựa chọn có cảm giác như về gã hề cuộc sống này luôn đối xử với hắn một cách thiếu công bằng mỗi lời hắn nói mọi điều hắn làm đều mang trong mình một sự than thân trách phận đầy phẫn nộ joker nói rằng hắn ghét cha mình và nói rằng vợ mình cũng là một người đàn bà tồi tệ cứ coi như rằng trong cái quá khứ của hắn đều là những sao xấu vận hạn soi chiếu thì việc bắt người khác cũng phải nếm trải những thứ bản thân mình tự chịu đựng là một sự ích kỷ và nhỏ nhen hắn quá yếu đuối cho một thân xác gớm ghiếc luôn lấy sự bất bình thường của mình ra để làm bình phong cho sự bất mãn với mọi thứ để rồi đổi lại được gì chỉ là những tội lỗi và đau thương có thật sự trong thân hình gầy gò kia là một sự thỏa mãn về cảm xúc một sự vỗ về của cái tôi ái kỷ một hiền triết trên mạng nào đó từng nói cuộc sống này là 10% phần trăm những gì xảy ra với ta còn 90% phần trăm là những gì ta phản ứng với chúng dẫu biết giới hạn chịu đựng của mỗi cá thể là khác nhau nhưng sự tha hóa chưa bao giờ là một sự lựa chọn đúng đắn khi nhỏ chúng ta yêu thích các siêu anh hùng nhưng khi đủ lớn thì lại thấu hiểu các ác nhân. Đó là một nhận định chính xác. Một nhân vật phản diện tốt không phải là một kẻ độc ác theo quán tính, mà phải có một câu chuyện nền đủ hấp dẫn. Và vì câu chuyện của ác nhân đời thường quá, nên càng dễ đồng cảm. Joker cũng giống như vậy. Khán giả bị lưu mờ đi hình ảnh đầy ác độc của một kẻ tội phạm, khoan hồng trong tư tưởng với một tên lấy bệnh tật và hoàn cảnh của mình, làm lý do cho những sự tổn thương mà hắn mang lại cho thế giới. Thử tưởng tượng, nếu trên đời này ai cũng như vậy, thì chiến tranh thế giới thứ 10 đã xảy ra và xóa sổ toàn bộ nhân loại chúng ta. Ngày nay, ranh giới giữa thiện ác ngày càng bị lu mờ không còn phản diện thuần túy mà là phản anh hùng không còn thiên thần và ác quỷ mà là bạch tuyết da đen uhm. đồng cảm chứ không đồng điệu bản chất cốt lõi của một con người vẫn nên cấu thành từ bản tính lương thiện sẽ không nên tồn tại bất cứ sự cổ suý nào cho cái ác dù cho nó có là ác giả ác báo một tên phản diện hay ho như vậy liệu có nguồn cảm hứng nào để tạo ra không? Câu trả lời tất nhiên là có. Gã hoàng tử mặt phấn được lấy cảm hứng từ tác phẩm The Man Who Laughs của nhà văn Victor Hugo. Nhân vật chính trong tác phẩm này là Gwynplaine, một mồ côi ơ, khi sinh ra đã bị rạch một nụ cười để mang tai. Chắc là để luôn cười trước những câu dốc của The Reviewer. Không phải, mà là vì cha Gwynplaine là lãnh chúa, nhưng lại không nghe lời vua vua dỗi giết luôn ông bố xong rạch miệng ông con để trừng phạt một chút giận cá chém thớt vào một đêm bão bùng đầy tuyết đứa nhóc mồ côi miệng rộng chưa cứu được mình mà lại cứu được một cô bé mắt mất khả năng quang học tên là Dea. hai đứa nhóc được một kẻ scammer cứu mang Winplan lớn lên trở thành anh hề phim to vì khuôn miệng của mình nhưng như bất cứ người đàn ông chưa yêu lần nào anh vẫn tự ti không dám ngỏ lời yêu với Dea. vì nghĩ rằng môi mình không phù hợp với việc hôn có một công nương tên là Josiana biết rằng Winplain là người sở hữu hợp pháp những gì cô đang có Vậy là cô tiếp xúc gã hề toàn duy trì dòng máu hoàng gia Dea và ông bố nuôi Scammer của Winplain. Lúc này đã bị cúc khỏi Anh quốc Winplain bị nữ hoàng Anh yêu cầu cưới Josiana để máu rồng không bị ô uế nhưng chàng hề không chịu nhắm mắt đưa cu và đành nhận cái kết đắng từ câu chuyện của winplain chúng ta có thể thấy sự tương đồng của anh với joker họ đều có một cuộc đời có quá nhiều đau thương và mất mát nhưng trái với joker gương mặt của winplain có thể kinh dị và gớm ghiếc nhưng anh tuyệt nhiên không để bản thân mình bị suy đồi về đạo đức dù cho đó có là thế lực to lớn đến nhường nào tôi là châu huệ linh còn bây giờ thì xin à